Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quân Hiền gửi lời chào đến cộng đồng thợ máy Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ đo áp suất bơm nhiên liệu. Và bây giờ chúng ta mở hộp xem bên trong. Đây là một chiếc đồng hồ nhãn hiệu là Bách Đô Đầm. Ở trên cái đồng hồ này nó có hai đơn vị tính. Thứ nhất là BSI có chữ màu đen. Nếu như các bạn muốn tính cái chỉ số BSI thì các bạn phải đọc cái chỉ số màu đen 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Còn các bạn muốn đọc cái đơn vị tính là kg trên cm vuông thì các bạn phải đọc cái chỉ số màu đỏ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì cái đồng hồ này maximum là chỉ có 5, cái đồng hồ này maximum là đo được 5 kg trên cm vuông và tương đương với 70 PSI. Và đi kèm cái đồng hồ này gồm có những cái phụ kiện. Đây là cái dây dẫn nhiên liệu để khi chúng ta kết nối trên xe, đo khi mà chiếc xe nổ máy thì chúng ta vẫn có thể đo được. Thì phải sử dụng đến cái cọng dây này. Đây là một cái phụ kiện đi kèm. Cái phụ kiện thứ nhất đi kèm với cái đồng hồ. Cái phụ kiện thứ hai là một cái phi, một cái đầu phi có đường kính là 7,85 ly. Khi chúng ta sử dụng cái phi đường kính 7,85 này để kết nối những cái xe bơm lớn như những dòng Yamaha. Dòng Yamaha thì anh em nhìn thấy đây. Kéo cái phe lên và chúng ta cắm vào cái dây bơm này. Rất là thuận tiện và nhanh. Đây là cái phụ kiện đi kèm thứ hai. Và tiếp theo là cái phụ kiện đi kèm thứ ba. Đó là cái phi có đường kính là 5,9 ly. Kết nối cũng rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ gắn kết với những cái xe có thể tháo rời được cái thớt kim phun ra. Đây là cái phụ kiện thứ ba. Và tiếp theo là cái phụ kiện thứ tư. Một cái đầu có đường kính là 11,8 ly. Cái này để dàn kết nối với những chiếc xe ví dụ như dòng Ambulance 209 thì cái thớt kim phun này, cái dây đỡ kim phun này với cái sợi dây bơm nhiên liệu nó sẽ chính liền nên rất là khó gỡ. Chúng ta sẽ kết nối như thế này rất là nhanh. Chúng ta sẽ kết nối rất nhanh, rất nhẹ nhàng mà không cần phải gỡ tới cái thùng xăng. Và tiếp theo là một cái phụ kiện có cái đường kính là 13,2 ly. Đường kính 13,2 ly. Cái đường kính của cái phi 13,2 ly này để dùng cho những cái xe như Elizabeth hoặc SH Ý khi mà cái thớt, cái kim phun nó dính liền. Cái phụ kiện đi kèm thứ năm là một cái chặng ba. Chặng ba này để kết nối với cái đồng hồ để chúng ta đo trực tiếp trên xe khi mà muốn cho xe nổ máy mà chúng ta có thể đo được, chúng ta có thể kiểm tra được áp suất. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là đo khi xe nổ máy.
Đây là sợi dây đi kèm này, sợi dây bơm nhiên liệu đi kèm. Chúng ta sẽ kết nối với cái đồng hồ, gài phe lại. Sau đó gỡ phe ở trên cái giá đỡ kim phun trên xe. Và cái đầu này sẽ cắm vào cái giá đỡ kim phun. Gài phe. Và cái đầu còn lại này chúng ta sẽ cắm với, kết nối với cái dây bơm nhiên liệu từ thùng xăng trên xe. Sau đó chúng ta bật chìa khóa kiểm tra. Cái thao tác này chúng ta có thể vừa bật chìa khóa kiểm tra và có thể nổ máy. Trên cái đồng hồ đang hiển thị là 2,5 kg và tương đương với 36 PSI. Cái thao tác này rất là nhanh và đơn giản. Khi thực hiện thao tác đó xong, chúng ta chỉ cần gỡ cái dây bơm và chúng ta kết nối lại với xe. Đi kèm theo, thứ 6 đi kèm theo, đó là cái đường kính 13,2 ly. Cái đầu này sẽ sử dụng cho những cái xe Elizabeth hoặc là SHI, hoặc những cái xe nào có thớt mà có lỗ 13,2 ly thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu kết nối này. Và bây giờ chúng ta sẽ đo kiểm trên xe. Khi chúng ta muốn đo kiểm xe Elizabeth, gỡ cái giá đỡ kim phun. Sau đó kéo cái thớt lên. Và thao tác là chúng ta cắm vào lỗ này. Sau đó bật chìa khóa. Áp suất đang đạt khoảng 2,9 kg. Khi hoàn thành cái thao tác xong, chúng ta gỡ đồng hồ khỏi cái dây bơm nhiên liệu trên xe và gắn trở lại. Thực hiện cái thao tác đo kiểm áp suất bơm nhiên liệu thì cái giá trị tối thiểu á là phải nằm đạt khoảng 2,2 kg trở lên thì xe chạy mới tốt được. Bây giờ chúng ta thực hiện qua cái xe SHI. Cái thao tác thì chúng ta vẫn phải gỡ cái kim phun, gỡ cái giá đỡ kim phun. Vì trên cái xe SHI hoặc chiếc xe Elizabeth, các bạn nhìn thấy cái dây bơm nhiên liệu sẽ gắn liền với cái giá đỡ. Khi mà thực hiện cái thao tác rút này ra rất là khó khăn và rất là vất vả. Vì vậy, chúng tôi sẽ thiết kế cái đầu này tương thích vô cái thớt này, cắm vô rất là đơn giản, hiệu quả. Và chúng ta bật lên kiểm tra. Vậy thì khi mà các bạn lựa chọn tìm kiếm một cái sản phẩm để đo cái áp suất bơm nhiên liệu thì có những cái tiêu chí mà chúng ta cần đặt ra để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là cái độ chính xác của cái đồng hồ. Thứ hai là những cái phụ kiện kèm theo có đủ để kết nối những cái dòng xe Honda, Yamaha, SYM, Kimco, Piaggio. Thứ ba là cái chất lượng của sản phẩm. Đây là những cái đầu hoàn toàn bằng inox, có độ bền và tuổi thọ rất là cao. Cái thứ tư nữa là cái giá thành của sản phẩm. Thì trong đầy đủ những cái yếu tố đó thì cái sản phẩm đây sẽ đáp ứng đầy đủ những cái mà điều kiện
để hỗ trợ cho các bạn có được những cái thao tác nhanh nhất và đạt được cái hiệu quả của công việc của mình nhanh nhất. Đây là chiếc đồng hồ, là một cái công cụ sẽ hỗ trợ cho các bạn kiểm tra áp bơm của tất cả những cái hãng xe Honda, Yamaha, SYM, Kimco một cách hiệu quả và nhanh nhất với đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm. Xin chào và hẹn gặp lại.